của em hả? Quê của em nó yên bình quá em. Dạ đúng rồi, thì quê em là quê vùng nghèo mà anh, thì lúc nào nó cũng yên bình dĩ chân á. Em ở cái kia cũng quen rồi. Mà anh thấy quê em buồn quá. Có gì đâu buồn, ở cái kia từ cũng quen, chứ đâu phải là như Sài Gòn đông đúc đâu. Ủa mà em hả? Cái ao này em nuôi gì vậy? Ao này hả? Ừ. Ờ, ao này mẹ em nuôi cá đó, với em nuôi. Vậy là em nuôi cá ở đây hả? Mẹ nuôi cá ở đây đó. Cá dưới đây chạy ra, sáng nào em cũng ra cho anh ăn với tiền em con ăn ha. Ơi cái gì đâu mà dẻo miệng lẻo mép ghê thiệt luôn. Ủa vậy là ướt làm cá hả? Ờ tại ướt được cá dưới đây nè, để cho em con ăn sáng chiều trưa đồ anh đều lấy em hết. Giữ thì sao, anh đi đây cá gì không? Cá gì vậy? Cá cha đó anh. Cá cha là sao anh? Cá cha là cá cha thì cũng mua bình thường mà. Anh biết nó ăn gì không? Ăn gì vậy? Hả? Ăn gì? Cái cầu cá cha kia bên. Cái cầu cá cha em là cái cầu cá cha. Dạ dạ, sáng nay cũng đi chứ. Thì thôi em ơi, anh ăn bữa làm cá nữa em ơi. Sao vậy? Tại anh muốn ăn gì mấy cái đó em ơi. Anh hay giỡn quá. Thôi không ướt nữa. Đi anh em gặp rồi xong chơi đi. Ủa em sắp. Em thấy gì nè. Anh bữa anh về đây á, anh đầu tự hết cái mảnh ruộng luôn. Anh cho em mua bò cho nó đã luôn. Sao? Ừ. Thôi em thích ở Sài Gòn chứ anh không thích về đây nuôi bò đâu. Không, nếu mà em về thì anh về luôn. Dạ. Ủa Liễu? Hả? Ủa em đâu vậy? Em lại em thăm anh hay gì vậy? Ủa lại là mẹ là sao vậy? Có lại. Đâu có thăm anh đâu. Em đang đi dạo với người yêu em. Thì ra đây là người yêu em hả? Thì nói không có giấu gì anh luôn, đây là Tấn Khanh, đại gia bất động sản Sài Gòn. Thì ảnh là người yêu của em đó. Chào. Không sao ta giờ nó không mất đâu. Nó có cái mùi gì em ơi. Mùi gì á? Có cái mùi mà mùi vàng, mùi nghèo ở đây em. Nó là thấy anh thích bắt tay mà tay anh kiểu này hiểu không, anh bắt vô đâu chưa chứ cái này sao có cửa được với em. Nếu em cái tội bỏ anh thì sao Liễu? Thôi lại ước hẹn với chúng ta thì sao Liễu? Thì ước hẹn thì anh coi như là một cơn gió thoáng qua trong cuộc đời đi. Chứ bây giờ anh em nói cho anh nghe nè, em biết á là em đẹp, anh thương em, nhưng mà hai đứa mình nó không có thể đến với nhau được đâu, hiểu không? Tại vì á anh tốt thiệt nhưng em tiếc, tại vì em còn phải lo cuộc sống cho mẹ em, cho gia đình cho em của em. Anh cũng có thể lên lo cho gia đình em được mà. Lúa này không vài bữa anh thu hoạch là anh có thể lo gia đình em được rồi anh ơi. Mấy cây lúa này chừng nào mới thu hoạch được? Đúng rồi đó em ơi, biết chừng nào mới thu hoạch được. Cái nhỡ đang sâu, nó đang xanh thì vài bữa nó ra bông mà mình thu hoạch mốt chết hết trơn nè. Nó nghe này nè, nghe không? Cho anh nói gì kỳ cục vậy anh? Đó nó cái này nó mới nhanh chín được, cái này biết nào mới chín được, đúng không Tiểu? À nè, đừng đụng tay chân người yêu tôi, không tay chân dơ lắm, đừng có đụng vô bẩn tay người yêu tôi, hiểu không Liễu? Quay về bên anh đi Liễu, tuy là anh nghèo thiệt nhưng anh tình cảm với anh trai em là chân thật. Đừng có yêu mấy người giàu có như thế này, chỉ lợi dụng em thôi chứ không anh có yêu ơi. Thương em đâu. Đừng bây giờ á, em thà em ngồi dơ hơi mà em khóc chứ còn hơn mà ngồi xe đạp mà khóc. Nói chung á là anh tốt thiệt, nhưng mà em tiếc em còn cuộc sống của mẹ em. Em muốn lo cuộc sống của mẹ em tốt hơn. Với lại á, em thương, lúc em cũng có thương anh thiệt. Em thương cái tính tình anh thiệt thà, chăm chỉ làm ăn. Nhưng mà về bên anh gì Liễu? Không. Nhưng mà giờ chỉ còn tình thôi chứ nghĩa thì chắc không còn. Còn ngày xưa cái câu hứa mà em hứa với anh là dù có đi lên núi hay xuống biển lửa hay là vượt sâu núi gì em cũng theo anh chứ mày Liễu, sao giờ sao vậy, bỏ anh đi vậy Liễu? Anh Thắng ơi, bây giờ ai mà đi chèo non lội suối chèo núi nè anh. Bây giờ ta đi tới máy bay rồi, ta đi tàu lượn rồi, ai mà chèo núi nữa.
chỗ chèo em nghĩ sao em chèo ơi ngu công phải đập núi vượt đèo nữa mà cho em đập xưa em sức người sao em leo nổi. Rồi nè, để tôi nói mày nghe, thời buổi bây giờ á phải đi bốn bánh, tiền là phải cọc cọc, vàng phải đeo đỏ tay. Em có bốn bánh mà. Bốn bánh không? Đâu? Chuyện vậy, chiếc xe bò em kìa. Cái bánh gì bốn cái chân con bò. Em ơi, bốn bánh này á là chạy bằng xăng chứ không phải chạy bằng cỏ, em hiểu không? Bốn bánh em là chạy bằng cỏ. Đó. À. Nó tiện hơn, nó không có tốn tiền đổ xăng như anh. Tại vì anh giàu, em hiểu không? Anh có tiền. Không, em nhìn lại em đi. Không có đủ tầm mà để đi với Liễu như kiểu anh. Anh không gì buồn. Liễu thì mà người ta có câu vợ đồng vợ đồng chồng tất cả những đồng nhẹ nhàng đi. Bây giờ anh bơm một phát là hết được liền. Chứ ai bây giờ anh biết làm sao tát cái chừng nào mới hết anh. Nghe chưa? Tát một ngày em hết, vài ngày là hết. Là được. Anh có sức anh tát được chứ em mệt đó em tát nổi. Thời buổi bây giờ mà đòi tát từ từ đừng lấy cái gì ăn em. Mình phải có hiện tại, đúng không? Tiền có phải cái tống. Em thành lòng đó nhưng mà Liễu, cái lời hứa cho anh ơi, những lời em hứa với anh ấy như cây dao tục ngữ thôi, anh quên bà nó đi chứ bây giờ bây giờ không đi không phận liền thôi, giờ sao giờ em biết mà anh là người tốt, anh cũng kiếm được một người tốt hơn em, bây giờ đừng có làm. Em thấy đấy trong lòng chồng anh không ai tốt bằng em luôn. Em không có gì đâu mà đã em thương em, anh yêu em kiểu như bao nhiêu cô gái bình thường thôi, mà đẹp nghe lời em kiếm một người nào á tốt hơn em rồi xong rồi không ấy nè. Em thấy Thí nó cũng thương anh tốt quá đi. Nhưng mà anh có tất cả những mình em thôi, tất cả mọi đấy dành cho tao rồi, đúng không? Thôi bây giờ á, sống không tiền á, ta khi dễ. Ta khi dễ, nghèo quá, ta khi dễ. Mà khổ quá thì chỉ dòng họ không ai nhìn. Cho nên bây giờ á, tình lấy đâu có tiền. Muốn có tình phải có tiền được. Em đi về nha. Đi về đi em ơi, mất cứng quá. Thôi mà Liễu, đừng có đụng tay nữa, tôi dơ lắm. Không. Đã nghèo mà. Để rồi Liễu, đi về em. Rất mấy tiếc gì mấy người em đi về nha. Liễu, thôi, đừng đụng Liễu không. Đúng rồi. Thôi, giờ anh về trước đi nha. Có gì á, chị Vinh Thống đây, cái em về với anh liền. Được. Nói lẹ về với anh nha, anh đợi á. Cảm ơn em rồi, mày không có đủ tuổi đâu. Mày cứ nói lẹ về với anh nha. Thì bây giờ mình hết tình thì cũng còn nghĩa. Dù sao thì mình cũng là đồng hương với tình cảm của anh dành cho em từ nhỏ tới lớn tới bây giờ. Bây giờ em đành đổi lên Sài Gòn anh bỏ anh vậy thôi được sao Liễu. Nói chung á là bây giờ á, em thà mang tiếng phụ tình anh chứ em không mang tiếng bất hiếu được. Mẹ em già, còn em của em còn đi học, cho nên em phải lo lắng cho mẹ già. Em thà em phụ anh, em để gia đình em khổ được. Em cũng thương anh lắm, nhưng mà bây giờ không có duyên ông nợ thì thôi chứ giờ sao giờ. Vậy là anh chịu cuộc sống với anh. Bây giờ á, mình cứ chôn chân vào cái bánh đất cái không có tương lai này sao được anh. Còn tương lai của em nữa, còn tương lai của anh nữa, biết bao nhiêu người. Bây giờ á, anh mà làm sao mà anh quên em được. Thôi, em nói nhiều thôi. Anh nói em đó, anh hiểu giùm em. Về nha. Em xin lỗi anh nha anh Thông, không phải là phụ
tình anh đâu. Nhưng mẹ cũng phải lo cho mẹ, cho em. Nhà điểu trần hồ lô đẹp quá ta, dễ thương quá nè. Anh xe van hết hồn với bác làm gì bác? Bác chuyện biết đó. Người ta nhỏ anh có 1 tuổi đó, bác chuyện biết rồi làm gì vậy? Ra coi mấy cái bầu đẹp quá nè. Dạ anh muốn có bầu quá hả? Bác làm gì? Trời ơi bác chuyện biết nữa, lớn hơn có 1 tuổi à mà bác gì? Anh nghĩ sao vậy em? Anh nghĩ sao vậy em, được không? Thấy bác hết nghĩ được cái gì nha luôn á. Cái gì mà mở miệng ra 1 tiếng cũng bác, 2 tiếng cũng bác vậy mẹ. Đã nói rồi, người ta trẻ, người ta lớn thì vậy thôi chứ chết trong giấy chứng minh đây. Nhỏ xíu yếu tuổi à. Trời ơi, chứ thực ra em có mới có 25 tuổi à. Cái gì em lâm bác? Trời ơi, chứ chứng minh mà, em muốn làm chiêu làm mà. Trời ơi. Ủa? Dạ. Ô. Trời ơi, em. Dạ, liễu trồng mấy cái bầu luôn đẹp quá à. Dạ. Trời ơi, đẹp quá nè. Trời ơi, bác tôi khéo tay ghê luôn á. Dạ. Cái thằng cô chồng á hả? Đúng rồi, cô chồng. Em chồng á, cái này mấy cái bầu này em chồng. Dạ cô, bạn trai con, thì giấy giới kêu cô bằng cô hoặc là bằng bác á. Biết rồi. Ủa mà bác trai mất lâu chưa cô? Mà mấy chục năm rồi. Vậy là lúc chắc là con nhỏ nè. Ủa, chị hai, anh xe bành. Ủa mọi người ra đây là ông vui vậy? Dạ, mày mới ra tưới cây nè. Ủa, hai con mới đi đâu vô vậy? Dạ, đây con mới đi dạo vô. Trời ơi, đi dạo nữa. Sao, con thấy không khí ở dưới quê làm sao? Con thấy là... thoải mái bằng ở Sài Gòn không? Má, anh Đứng Khanh đây á, anh đòi anh về nè, anh đầu tư, anh mua hết cái mảnh ruộng này nè, xứ này về cho con chăn bò. Trời ơi, chăn bò không gì nghĩ sao mua cái ruộng gì chăn bò với bà, phải không anh? Đúng vậy. Con dự định là mua cho em liễu là hết cái đất đây luôn. Liễu đẹp là liễu có quyền rồi á. Trời ơi, lại em chết luôn nha. Em hôm bữa anh nói em rồi, em làm cái gì anh cũng được, em đừng có ngại, em ngại cái là anh đăng sức nữa, phải không? Tại cái này nó gì nhỏ lớn vậy quen rồi, thấy hứa gì không sao anh thích. Con sẽ mở cho em nguyên một cái chạy bò. Ôi. Cái bên đây con để ý rồi, con sẽ mua hết bên đó luôn. Wow. Hết luôn hả? Rồi. Em liễu. Liễu không muốn chăn bò đâu. Liễu muốn chăn ăn canh nè. Ôi. Anh dĩ với em mà. Cái miếng bên đó được, bác cứ mua cho con. Cho em liễu trồng rau muống, giải trí. Thấy vậy thôi chứ miếng đó rộng dữ lắm, tiền đâu mà mua con. Trời ơi, tiền bạc. Bác đừng có lo. Liễu. Thì ra là chị biết cái nết em giống ai rồi đó. Ai vậy? Chị Trang luôn. Rồi tính đi đâu vậy? Hai đứa tính đi đâu đây vậy? Hả? Ơi, nhìn cái bầu mà em muốn có bầu với anh ghê á. Ôi lộn. Không có, nhìn cái bầu nó dễ thương giống anh ghê. Anh tưởng là muốn... Ơi, từ từ. Không có. Từ anh nhìn đi. Cái bầu với em, cái ai người nào, cái nào đẹp hơn? Em đẹp hơn cái bầu rồi, đúng rồi. Chứ không lẽ cái bầu đẹp hơn em. Ôi, cảm ơn anh nha. Ngại chết luôn. Thôi em bắt. Ê, con tính là ngày mai tụi con lên Sài Gòn nha má. Cái gì đi Sài Gòn nữa ai? Cái gì mà đi hoài vậy? Thì còn biết anh Khanh đây á cũng còn có công việc. Đúng rồi. Anh Seven thì cũng còn công việc. Với chị Nai thì cũng không biết bao nhiêu công việc. Thôi. Có đi đâu chưa, ở nhà với má. Con ở đây với cô nha. Thôi. Con đi về chảnh đi. Để anh. Không có đi đâu chưa, ở nhà với má nha. Mày mà đi thì để cảnh với tao đó. Hở ra đi à. Má. Con má vậy chưa? Công việc ở Sài Gòn đó má. Chuyện gì mà công việc? Đúng rồi, em hiểu mà coi. Tại vì chợ còn công việc của con lùm hết trơn á. Con ơi, tại vì còn công việc nữa. Tại mình muốn mua đất ở đây mình phải làm gì có chợ mình mới kiếm tiền mua đất được. Với lại lên trển kiếm đồng 3 miếng đất gần 50 tỷ lận. Trời ơi, phải lên sớm cô chứ không là người ta mua. Đúng rồi đó má. Ai đi chứ con Liễu ở nhà với má. Liễu ở nhà rồi ai đứng tên miếng đất đó, không lẽ con đứng tên. Rồi cô không biết hả? Dạ. Nó đi một mà lại về ba đó. Rồi hả hàng sớm ở đây cho dị nghị nè. Đó má. Chứ nhiều nhiêu nè, 1, 2, 3.
Ừ. Lúc mà đi một mình dạp về ba anh mình nè, toàn là bạn mới nào hả hàng em. Sớm mấy chị nghỉ đạp này đạp kia trên Sài Gòn nữa má, cũng làm cũng làm ăn chân chính rồi má, mẹ anh em với nhau không chứ có phải là nó đi một về ba ba cái chuyện mà bậy bạ đâu mà cô lo. Đúng rồi, ở chợ anh có con đỡ đần mà. Không có tao chợ anh, tao không có biết đường đâu, nói về ai nói cũng được hết chứ. Con được, trời ơi lúc mà em nó lên em nó bị lừa gạt biết bao nhiêu con là người giúp đỡ chứ đâu. Rồi bây giờ em nó vậy với lại cũng phải cho 30 tỷ. 50 tỷ chứ 60 tỷ gì, tao nói 1 là 1, 2 là 2, không cho đi là không. Có cãi tao. Cô, cái gì nữa? Cho em liễu đi. Cho em liễu đi. Cãi cô này ngày mai đi mua cái gì cũng được. Cãi cái gì nữa? Cô cũng cầm mai cũng muốn mua gì cũng mua. Cậu nghĩ hả? Có nhiêu đây à cậu hả? Cậu đưa cho tôi rồi tôi chịu hả? Tôi không có dễ dãi gì đâu. Thôi đi ba, có nhiêu đây mà bà thêm chứ đặt chứ thêm gì, cứ một rồi một hai là hai, không bao giờ mà cho đi. Ngoài con chơi gì chơi thôi, chị thôi không đi, nhớ gì nhìn sức khỏe nghe không, chừng nào rảnh là điện về cho má nghe. Trời ơi nhớ điện cho má đó, mỗi lần mà tao điện mà không bắt máy là bị cảnh với tao đó nghe nghe. Rồi rồi lên rảnh lo hả, chơi bài đi nha, không lo đi đi làm đi. Dạ biết, có con mà cũng có con, ui trong có con. Rồi. Cô đi chơi bò gì đâu. Cô thương con quá. Biết mà cô thương con cô mà đúng không? Thôi không mấy anh Seven ở đây chơi với cô mấy ngày được không? Thôi trời ơi anh chẳng không việc nhóc hết trơn. Anh Seven ở đây chơi với giỡn á. Lu bu chưa xong xuống chỗ nào. Vô chổng nấu cơm nha má. Rồi đi vô chổng nấu cơm đi. Nấu cơm nha. Thôi để chị đi với em nhiên liệu. Ôi nó đi làm mình tội nghiệp quá. Còn cái đủ nấu canh ăn được chứ ta. Gì chị? Sao mày hay dữ vậy? Hay gì? Tính ra hồi xưa ổng quen tao, tao bào ổng chưa tới 1 tỷ. Mà qua nay bữa giờ mày bào chắc gần 100 rồi. Chị ơi, chị không biết em của chị hả? Ôi, em động mà em là, chị hiểu không? Ông mới mê. Mày đừng nói mày gài tao luôn nha. Gài gì? Mày là có kinh nghiệm hồi đó giờ mày giả bộ nighter mày vô đây đúng không? Không. Thấy không? Ngày xưa em như chim sáo, sống lâu năm, em thành đại bàng chứ biết hả? Ôi, cái kiểu như là em là một con nai vàng ngơ ngác mà em dẫm nát đám người cô, chị hiểu không? Đó, chị chưa nghe câu là sao? Muốn lấy được trái tim đàn ông thì mình phải có kinh nghiệm, thì mình có cái đầu hả chị? Kinh nghiệm thì tao nghĩ là mày không có bằng tao đâu, nhưng mà cái đầu thì chắc mày có. Ôi, người thành công không có nói riêng mà. Mọi gì quan trọng chứ gì đúng không? Phải giữ. Mày thấy ông Seven không? 10 năm mới chết hết ỏi chị. Bây giờ mày phải giữ ông chị này. Chị ơi, người thành công có nói đi riêng chị đúng không? Mày đi lối nào vậy? Cái gì? Đi lối nào chỉ đâu ta? Em chung lỗ chó. Chứ vậy đi đường thẳng chừng nào mới cướp được ổng? Mới nào mới bào được ổng? Mình phải chung lộ đường tắt chị đúng không? Chị bào gì? Thôi vô nhà đi. Ê vô nhà. Gán gì? Hoàng có bào quá. Đúng không? Trời đất ơi, mình phải đổ chị ơi. Chị biết cái trái đủ này không? Em gọt vỏ xanh, lấy cái vỏ trắng, em lấy bằng bào em nạo, em bào. Bào kiếm cho nó mỏng từ từ nó mới tới cái ruột được. Chị hiểu không? Tụi nó bướng mình nhổ cái cây lên rồi mới ăn được cái trái này chị. Lấy luôn. Yên tâm, không ai biết đâu. Không phải tàu qua lắm đó. Mày Tàu trời ơi, ông làm không được em chị. Ủa chế hai, chế hai mình đi Sài Gòn phải chế hai? Đúng rồi, chứ tính ra ngày mai á, chứ đi Sài Gòn, rồi ít bữa chứ về chơi. Chế hai đừng có đi nữa, chế hai mới về đây mà chế hai đi nữa rồi. Trời ơi, tôi mà không đi rồi ai mình có tiền học cho cô học. Nó nghe nè, dạ. Ở nhà tôi má coi lo cho má nha. Có gì á điện cho chế hai liền nha. Dạ. Rồi chế hai lên chợ nó chế hai đi làm kiếm tiền. Chế hai gửi về mua sổ, mua sách cho, mua xe cho chạy, xe đạp cho chạy nha. Dạ. Ngoan, ở nhà ngoan với má đi. Dạ. Em uống cái nước lớn nhanh nhanh để em đi làm lắm chế hai. Thì... Thôi, cô lanh quá hả? Làm giống tôi làm cái gì? Gán lớn lên đi học, làm bác sĩ, làm kỹ sư đồ. Tao làm này làm kia làm hoa hậu kiếm tiền chứ ai làm đến chứ hai làm gì khổ lắm. Ngoan đi rồi dễ thương nha, lo lớn lên làm lo cho mẹ.
Rồi mày có chắc nhà nó ở đây không vậy? Trời đất ơi, em điều tra kỹ rồi, nó đâu gần đây nè, sắp tới gì đó. Ai ơi nhóc. Dạ. Để chị nhờ thiếu ơi. Cái gì không chị? Em có biết nhà của con Liễu gì đó gần đây không? À, chị Liễu con bà Sáu đó hả? Ừ, chị, nhà chắc chị quá à. Đúng không? Em cũng không biết thôi, em chỉ biết nói thôi ạ. Chị kiếm cái chi không vậy? Có con chị nhưng mà em biết nói đâu không? À nhà đây chị, hôm bữa em mới gặp bà về hôm trước đó chị. Hôm trước hả? Đúng rồi. Em cách đây khoảng 2 ngày chị. Ở đâu vậy em? Chị đợi em xíu khoảng chừng tới ngã ba trước tới rồi chị. Gần đây đúng không? Chị đúng, đúng rồi, đúng rồi. Đi tao, chị cảm ơn nha. Dạ. Tụi bay đi theo tao. Ở chỗ này không vậy? Đó, chắc cái ba căn nhà tới ngã ba là tới rồi đó. Mà giờ tụi bay đi rồi. Bà nhà bà Sáu. Ai vậy? Ủa mấy chị kiếm ai vậy? Nhà hỏi vậy chị là chị Liễu không vậy chị? À đúng rồi, chị Liễu. Chị đó. Đó kìa. Đó là chị ai? Cái gì vậy? Liễu hả? Hả? Chồng chị đâu? Chồng bà đâu cho tôi biết bà nội. Chồng bà trong nách tôi nè, kiếm thử coi. Mày đừng có giỡn mặt với tao nha. Hay giỡn mặt. Giỡn mặt gì? Một lần nữa tao hỏi là chồng tao đâu? Chồng bà đâu sao tao biết? Liễu ơi. Em đâu vậy? Ủa? Mấy người đây lại tìm cái là hỏi kiếm chồng mà chồng nào đây? Ủa? Ai giữ chồng? Học ăn, học nói, học đâu cái thói giật chồng người ta vậy hả? Ê, cái con ngõ ngựa kia. Nó ai vậy? Tao nói mày mặt ngựa đó. Là đâu ra mà ai mà giật chồng mày? Bà có biết cái cách gọi là biết điều không vậy? Bé. Ăn nói chuyện vô văn quá. Bé ở đâu xuống đây mà tự nhiên bé đi kiếm chồng. Rồi bé đi vô nhà người ta, bé hỏi chồng bé ở đâu. Là chồng bé ở đâu, là chồng bé tên gì, vô danh chồng, tính thế nào. Chồng má trong trong vườn nhà con kìa, má chui xuống hồng vườn kiếm. Tôi ở trên Sài Gòn xuống. Sài Gòn. Chồng tôi là tên Khanh. Tuấn Khanh. Anh hai của tôi. Quen không? Quen không? Nghe có quen không? Sao nghe cái tên nhìn thấy cái mặt bà e thẹn dữ vậy? Mình đã e thẹn gì e thẹn? Ủa? Ai dạy giật chồng bà? Anh Khanh nào ta? Anh Khanh nào? Anh Khanh nãy lớn giọng quá giờ xìu xuống là sao bà chị? Thầy nó nghe nè. Cái giọng của chị. Chị muốn xìu không là cái chuyện của chị nha. Không liên quan tới mày. Khoan. Mình đã không được sinh thì mình phải thông minh một chút. Nha. Nó nghe nè. Cái này em đi nói lại. Nói lại đi bé. Cái này xinh hơn bên đó. Nha. Không phải đúng với chị. Đúng mà. Đã xấu còn kết cấu không hoàn hảo. Bây giờ. Ôi. Bây giờ vô vấn đề chính là mày đưa chồng tao ra đây. Nhưng mà giờ nó ở đây đâu? Ai? Anh Khanh là ai vậy? Khanh nào? Anh Khanh nào có biết ai biết đâu? Em đâu biết đâu. Tự nhiên chị em mình về quê chơi mà có anh Khanh. Ôi kêu anh hả? Có chị. Giấu đầu ở trời đuôi. Anh hai. Anh hai. Sao anh xuống đây anh không nói cho tụi em biết vậy? Ủa? À ra là anh Khanh này hả? Anh tính đi chơi, nói gì? Đi chơi. Đúng rồi, đi chơi mà. Anh đi công tác, anh về mua đất ở dưới này, anh lập cái khu quy hoạch nè. Đặt cái bò dưới này nè. Thì anh tính đi mua đất cái đây nuôi bò. Mua đất không? Ơ, làm gì vậy? Hả? Mua đất không? Em ơi, đừng manh động em ơi. Ở đây là cái gì? Khu quy hoạch. Đi về Sài Gòn mà nói. Ở đây là nhà của người ta, mà biết không? Tôi nói anh nghe nha. Rồi vậy. Vì nay đừng có động tay đâu, chân em ơi. Muốn gì đi về trên nhà Sài Gòn mà nói chuyện. Còn đây là nhà người ta. Anh còn có mặt mũi đi về trển hả? Bước vô nhà tôi hả? Nhà anh nó trển lên về trển chứ có gì đâu. Con nhỏ này là con nhỏ nào? Thì bạn thôi chứ làm gì hỏi mỏi gì vậy? Mẹ về anh tính mua miếng đất mua bò nè. Ở đây là nhà của con Liễu. Thì nó là người giới thiệu cho anh Thanh về đây mua đất mà. À dạ. Ừ, đây. Thì đây là vợ anh nói với em anh chứ có gì hả? Vợ vợ anh thì đi khỏi chán nó quá rồi, đi ra ngoài nó đâu có vợ đâu. Vậy mà chưa đầu cưới có gì đâu mà bất ngờ. Cái ủa? Thằng này á hết con nhỏ này tới con nhỏ khác chứ mày đâu phải là đứa đầu tiên. Vậy thì em phải coi lại bản thân mày. Em làm vợ kiểu gì mà chồng mình đi ra đường? Muốn cái gì thì đi về Sài Gòn mà nói. Và bản thân mình muốn gì về nhà tự giải quyết. Còn cái chuyện này, cái người thông minh là không bao giờ lại nhà người ta bánh ghen. Cái người thông minh là nằm ở nhà đánh son đánh phấn cho bánh ghen, hiểu không? Cho đẹp là chăm chút cho đẹp bản thân mình, nên chồng mình đâu có bỏ mình. Đúng rồi. Chị ơi, tại vì cái mặt chị sẽ không. Mấy bé nó cũng nói đúng kìa. Liệu nó đúng rồi đó, đã mình đã không được đẹp, đã thẳng mình xấu rồi, kết cấu không hài hòa nè.
thì mình phải biết chân diện. Đó tất nhiên là em là người phải ở chân. Chị có phải là chị Baby Nine không ạ? À? À, chị có tin là chị nói một tiếng nữa là sao là chị khỏi nói luôn. Không có nói gì đâu, nãy giờ không nói gì. Còn mày, cái chồng của con Linh này ở trên đất Xài Thành mày còn dám đi chung với nó? Ai biết gì đâu, có biết gì đâu. Chị chồng chị đi chung với em chứ có biết gì đâu. Mày hiền quá, mày hiền đến nỗi mà ba cái sổ đất đó đứng tên mày giao lại tới tận nhà tao. Mày hiền quá, mày hiền quá, ổng mua cho mày 8 cái iPhone 14. Mày rất là hiền. Mày có tin đó là bà con lối xóm này biết cái bản mặt của mày giật chồng người tao. Bà bố ra. Muốn cái gì thì đi về chẳng nói. Cái gì đi về. Ôi là trời. Nó có giật chồng ai đâu mà đi nói tầm bậy tầm bạ đây. Bạn bè không mà à. Bà là phe phái với nó. Phe phái hồi nào? Mày có tin là tao cho bà con lối xóm đây biết cái bản mặt của mày giật chồng chị không ơi, mà? Ơi, em ơi, có đâu mà. Ủa, trời ơi, em gì ông xin vậy? Ủa? Người quen, người quen. Anh xé mạnh rồi tụi em à. Đúng rồi. Trời ơi. Ủa? Sao xuống tới đây trời. Thì hai anh này hùng hạp chung với nhau mua đất như thế này mà. À, hùng hạp, biết rồi. À. Phải có vợ anh ký đứng tên đúng không? Vợ anh chút xíu nó vô tới nè. Đang chạy xe phía sau á. Đang kẹt cái bình đó. Bên kia kìa. Trời ơi, chút xíu là tới liền bây giờ. Không biết được. Thôi, mấy người nhớ tôi về cho con kìa. Sao con nói với má, con đi lên trên Sài Gòn con làm neo mà. Chào mọi người, xuống đây kiếm con là sao dữ liệu. Má, con nói gì đi. Má ơi, con xin lỗi má mà má. Má dặn con rồi, nghèo thì cho sạch, ghét thì cho thơm. Sao mà con làm vậy, sớm làm cái gì nghĩ má làm sao. Con đâu có biết gì đâu. Bà đã mất cơm rồi. Nhà có ai mà mất con à. Con Quỳnh đang còn tuổi ăn tuổi học. Mà con đi lên thì Sài Gòn con làm mất cái chuyện dơ giấy à. Rồi giờ sao mới dám ra ngoài đường hả Lê. Má ơi em xin lỗi má. Má ơi con. Con nghĩ là đâu quen như vậy để cho má được có tiền má sửa sang nhà cửa cho em Út đi học. Chứ con đâu có biết là người ta có vợ đâu má. Biết là nhà mình nghèo, nhà mình cần tiền, nhưng mà con không có làm gì được. Con không có phá cho gan gia đình người ta vậy được. Khoan đi, bây giờ ngưng khóc mèo khóc chuột đi, vô vấn đề chính đi chứ. Tụi tôi không có rảnh ở đây mà coi mấy hai mẹ con mấy người mà khóc đâu. Thì bây giờ chồng chị đó, ở chồng em đó, em dẫn về đi. Ủa Baby Nai, chị nói vậy đó. Chị một tiếng không? Tôi cảnh cáo chị rồi nha. Chị nói vậy đó thì em dẫn chồng em về đi. Thôi bây giờ cô tính gì? Con dại á thì cái mang. Có gì để má quỳ xuống đó. Má hỏi người ta. Má ơi má đừng có làm cái gì má ơi. Đừng có làm khó dễ con. Má làm cái gì rồi con cái á. Con mang tội bất hiếu. Con có lo gì cho má. Má đừng có làm như vậy mà má. Em ơi, dĩ hoài di quý đi em ơi. Người ta đã cúi mặt cúi mày vậy rồi. Em cũng gặp khó gì nữa. Chị em xin chị. Lỗi là giỏi cho em. Bao nhiêu hôm nay em lấy là cái gì á thì em trả hết cái đó. Em xin lỗi tại vì lúc ban đầu tiên á em không biết ảnh có vợ đâu. Tôi đứng dậy với em, từ từ đó. Anh chỉ nói em là anh chỉ có bồ thôi chứ đâu có nói em là anh có vợ đâu. Bây giờ chuyện đó lỡ rồi thì thôi em, à, em xin lỗi chị mà. Liễu à, Liễu Liễu em dơ chân tao lắm em phận phụ nữ với nhau em phải cảm thông đi em, tại vì bé đâu có biết, chị cũng không biết nè. Đúng rồi, mình cảm thông đi em, mình lấy đức, mình thích đức cho con cháu mình sau này nữa em. Rồi bây giờ chồng em đó em đem về đi, chị hứa luôn. Chị với Liệu không có liên quan gì tới chồng em nữa. Như đó đủ, như đó đủ rồi anh hai còn. Ông đến cho tôi. Ôi em ơi, mình quậy cả làng có nhiều tiền đâu thời
mấy lần trước tôi cho mấy nhỏ kia còn gấp 3, gấp 4 á. Lần này lần thứ 8, 4, 8 rồi đâu nhỉ? Em chị bây giờ tôi nói cho mẹ con hai người biết, những cái số tiền hổm giờ lấy của thằng chồng tôi ký kết trả lại hết. Lần này là tôi xuống đây tôi cảnh cáo, nếu như mà còn có lần sau thì hai mẹ con, à không, chính chị Baby Nai nữa, chưa chính chị trong đó, ba người đừng có nhắc tôi ác nha. Chị ơi, chị nhiêu đó có nhiêu đâu, cho luôn đi. Mấy lần trước cho người ta mấy tiền bạc bà đính thinh. Mày, tao thà đây mới từ thiện, chứ tao không cho mấy cái thể loại mà giật chồng người ta. Không có giật đâu, có biết có chồng, có vợ đó. Tôi cảnh cáo hai mẹ con bà lần cuối nha. Tôi mà phát hiện hai mẹ con bà dính dáng liên quan đến chồng tôi. Dạ em cảm ơn chị. Thì đừng trách tại sao tôi ác. Đứng dậy đi cô ơi, cô đó. Đi về. Bước ra về cho tôi. Đi về đi anh hai ơi. Về anh hai ơi. Anh mà anh còn liên biết cái gì nữa anh hai. Anh chán chị hai đi. Làm ăn cho á. Mà mẹ có giận con á. Chị đâu nói em rồi, ăn ít no dai bảo ít ít thôi, bảo chị giữ vô mất dây đông rừng bắt đầu nó xuống tới nhà thiệt tình. Cô em đi. Cũng là cô không đó. Con sao? Cô dụ dỗ nó lên Sài Gòn. Dùng vô giờ vô gì? Cô đi ra khỏi nhà tôi nhanh lên. Không, chị liễu nói gì vậy? Đi. Mà con thương nó, con giúp nó mà. Bây giờ đi ha, bây giờ đi ha. Mà đi ra khỏi nhà tôi nhanh lên. Đi. Bà nói với con rồi. Ở dưới quê, có gào ăn gào, có cá ăn cá, không có đi đâu hết trơn á. Nha. Má giận con nha má, con biết lỗi rồi má ơi. Bây giờ con làm cái gì á thì con cũng là con của má. Từ ngày người gửi làng quê xa thôn làng đến nơi đô thành, biết anh có còn mang trong lòng tình em gái quê. Dập dìu dòng đời ngược xuôi anh ơi. Liệu anh không Liễu, em định trốn anh tới bao giờ nữa hả Liễu? Thôi mà khóc gì, anh biết hết trơn rồi. Anh biết thì anh đừng có nắm tay em nữa. Bây giờ con người em giờ nó dơ dây lắm, anh đừng có đụng em. Không có sao đâu Liễu, anh thương em. Anh biết là anh gì vậy vậy em. Em làm gì mà còn mặt mũi để nhìn anh, nhìn bà con cô bác mình nữa. Phải ơi là em phụ tình anh đâu. Em cũng thương anh. Mà tại vì á, em sẽ nghĩ nông cạn. Em cũng lo cho gia đình. Mà em phụ tình anh. Bây giờ sao bây giờ, giờ em về với anh nè, là anh vui rồi. Bây giờ mày tình bỏ qua hết. Bây giờ em suy nghĩ kỹ rồi, em không đi đâu nữa trơn á. Em ở nhà em lo cho mẹ, lo cho em của em. Còn lo cho anh nữa. Bây giờ em mới hiểu cái câu người ta nói, đất Sài Gòn đầy qua lệ, qua cho người giàu lệ cho người nghèo.
sâu nước chảy lắm. Tim anh còn đập, anh còn yêu em đó. Tình hình có gì con sông này chứ đó. Không bao giờ nó hết nước được. Em hiểu không liệu? Thiệt không? Em thấy nó nhau kia nó gồng nó cũng cạn queo đó. Đâu bây giờ mà hết nước cạn đâu. Phải lên được. Đúng không? Thôi, mày. Về 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 nha. Không đi đâu nữa đâu đó. Em không đi như đâu. Thà sống vùng quê nghèo có rau ăn rau. Có muối ăn muối, có gì ăn cái đó. Đâu phải lúc nào có tiền mới được hạnh phúc đâu. Nhiều khi hạnh phúc á là được ở cạnh người thân mình, là được ở cạnh người nhà mình, là được ở cạnh người mình yêu, chứ đâu phải cứ nằm với đống tiền là hạnh phúc đâu. Đồ hiệu, xe sang, nhà cửa em không cần nữa, mà em cần người em yêu mà. Bỏ anh đi nữa nha, hứa nha. Ai mà bỏ anh thống anh đi đâu. Hứa đi. Không có bỏ anh đi đó. Mà đi vô. Dạ, anh không miếng nha. Ôi. Ôi, là em ngại chết luôn nha. Thôi. Gì vậy? Hiểu tính em quá mà. Mỗi lần em ngại là anh muốn đăng sức luôn. Bởi vì anh có thế anh trước không? Hiểu không? Đi vô. Rồi bớt ngại giùm tôi cái cô nương.